Xin chào quý vị và các bạn. Sau nhiều ngày tháng ngóng trông thì ngày 15 tháng 11 vừa qua, mẫu sedan Toyota Corolla 2020 đã chính thức được giới thiệu tại triển lãm ô tô quốc tế Quảng Châu, Trung Quốc. Dự đoán rằng đây rất có thể sẽ lại là một chiến binh mang về thành công lớn cho hãng xe đến từ Nhật này. Mời quý vị và các bạn cùng Auto Daily tìm hiểu Corolla 2020 được trang bị những vũ khí gì. Toyota Corolla 2020 được giới thiệu với hai phiên bản, một là Sporty dành cho thị trường Bắc Mỹ, tại Trung Quốc gọi là Levin, còn quê hương Nhật Bản và châu Âu hay một số thị trường nhất định được cung cấp phiên bản cao hơn là Prestige. Chiến binh Corolla thế hệ thứ 12 này được chia sẻ cấu trúc và kiểu dáng với chiếc hatchback Corolla mới nhất, sẽ sở hữu những đường nét thiết kế góc cạnh và hầm hố hơn, đặc biệt ở phía trước, trong khi thiết kế đuôi xe lại theo phong cách truyền thống và không có sự phá cách như bản hatchback. Tiến vào không gian nội thất, tương tự như phiên bản 5 cửa, xe được trang bị hệ thống thông tin giải trí Etun 3.0, tương thích với Apple CarPlay và Amazon Alexa, đi kèm màn hình 7 inch cho phiên bản cơ sở tại Mỹ và màn hình 8 inch dành cho những biến thể cao cấp hơn. Tương tự như các mẫu xe Corolla khác, phiên bản sedan 2020 vẫn được xây dựng trên nền tảng kiến trúc toàn cầu mới của Toyota. Theo đó, xe có chiều dài 4.640mm, rộng 1.780mm, cao 1.435mm và chiều dài cơ sở 2.700mm. Mặc dù chiều dài cơ sở không thay đổi so với người tiền nhiệm, nhưng chiếc sedan này có mặt trước rộng hơn 12mm, mặt sau rộng hơn 22mm. Ngoài ra, phần nhô ra phía trước được rút ngắn đi 33mm. Phần nhô ra phía sau lại được kéo dài thêm 13mm, chiều cao giảm 20mm và mui xe hạ thấp 35mm so với thế hệ trước. Tất cả những điều này khiến phiên bản sedan của Toyota Corolla 2020 trông ưa nhìn và hài hòa hơn. Ngoài ra, Toyota còn khẳng định với trang bị hệ thống treo phía sau đa liên kết thay vì dạng thanh xoắn trước kia, và hệ thống treo trước Map Person được cải tiến, chiến binh này hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm thoải mái và êm ái nhất cho hành khách. Về hệ thống truyền động, mặc dù có rất ít thông tin kỹ thuật về mẫu xe này được tiết lộ, nhưng Toyota xác nhận Corolla 2020 sẽ được trang bị sẵn động cơ Forci 2.0 lít và một biến thể Hybrid dành cho một số thị trường nhất định. Tại thị trường Bắc Mỹ, xe sẽ nhận được 3 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là phiên bản cơ sở với động cơ 1.8 lít 4 xi lanh thẳng hàng, sản sinh công suất 139 mã lực kết hợp với hộp số vô cấp CVT từ thế hệ cũ. Tiếp đến là phiên bản SE và XSE sẽ sử dụng động cơ 2.0 lít 4 xi lanh mới của Corolla hatchback, sản sinh công suất 169 mã lực và mô men xoắn 210 Nm. Phiên bản XSE chỉ được trang bị hộp số vô cấp CVT, nhưng SE có thể sẽ sử dụng hộp số sàn 6 cấp tích hợp tính năng sang số nhanh Rear Matching điện tử. Theo nhà sản xuất, mẫu sedan Toyota Corolla 2020 sẽ chính thức được mở bán tại Mỹ và châu Âu, bắt đầu vào mùa xuân năm 2019. Đến nửa cuối 2019, mẫu xe này dự kiến sẽ có mặt tại hơn 150 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Các bạn thấy sao về chiếc sedan mới này của gia đình Toyota? Hãy comment thật lòng nhé! Và đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những cái thông tin mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại!